Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi nhâm tý sinh năm 1972, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 tháng 6 âm lịch. Những người tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh tang đố mộc thường hội tụ những phẩm chất tốt như khả năng quyết định nhanh chóng. Họ là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng trắc ẩn. Không những thế, họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Họ đề cao tính tập thể, đoàn kết tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ xong về bản chất thì tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi nhâm tý trong tháng 6 âm lịch năm 2021 Cô chú tuổi nhâm tý 1972 có mệnh tang đố một thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào các chú tuổi nhâm tý lấy được vợ hiền tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ tình cảm gia đình lạnh nhạt không được nhờ anh em mọi chuyện đều phải độc lập tự mình quán xuyến các cô là người có số mệnh tốt lành cả đời nhàn nhã sung sướng họ là người thông minh học rộng biết nhiều hiểu biết luật pháp cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống những người này đề cao tính tập thể đoàn kết tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ xong về bản chất tính cách họ rất hòa nhã thân thiện luôn quan tâm chăm sóc người khác bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình cô chú tuổi nhâm tí rất linh hoạt khi xử lý công việc họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích giúp công việc đạt hiệu quả cao họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống vì thế mà thường hay lo lắng không đâu Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Vào tháng 6 âm lịch, cô chú tuổi Nhâm Tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh, tháng này, sự nghiệp của cô chú tuổi Nhâm Tý sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của cô chú, vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Cô chú tuổi Nhâm Tý khá chủ động trong chuyện tình cảm cô chú sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại e rẻ. Thời điểm này đào hoa khá tốt, sẽ giúp cô chú tìm được tình yêu mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Nhâm dương thủy gặp ất âm mộng nên được gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia tuổi nhâm tý nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Hai, Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi nhâm tý qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những cô chú tuổi nhâm tý sinh năm 1972 sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, tất cả các vấn đề vướng mắc sự cống hiến của cô chú sẽ được cấp trên công nhận có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn nếu cô chú là người kinh doanh hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể miễn là cô chú đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc với những người làm công ăn lương công nhân tại các nhà máy công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả cô chú sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho cô chú giúp cô chú nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân song không được suy nghĩ bi quan tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý mình những người làm lãnh đạo kinh nghiệm làm việc sự nhiệt tình cứng rắn của cô chú rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới thời điểm này cô chú nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần vậy nên để kích vượng vận thì cô chú tuổi nhâm tý cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn giúp các mối quan hệ được phát triển hơn hóa giải xung khắc không may xảy ra đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên địa nhân sẽ giúp cô chú tuổi nhâm tý kích tài lộc may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và chiêu mời quý nhân phù trợ cho cô chú trong thời gian sắp tới thứ hai về mặt tài lộc tiền bạc Tháng này cô chú có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết cô chú sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà cô chú chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, cô chú cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài, nếu cô chú không biết cân đối tài chính thì tiền của cô chú sẽ không cánh mà bay. Cô chú cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc cô chú cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính, cô chú cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với cô chú từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra các trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các cô chú tuổi nhâm tý sinh năm 1972, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch năm tân sửu các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho cô chú tuổi nhâm tý trong tháng 6 âm lịch này gia đình cô chú sẽ gặp những xích mích cãi, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình. Tìm lối giải quyết vấn đề tồn động thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Những cô chú tuổi nhâm tý cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Tử vi cô chú tuổi nhâm tý trong tháng 6 âm lịch năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình cô chú. Cô chú thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, cô chú nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng của mình, để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của cô chú tuổi nhâm tý trong tháng 6 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại, tinh thần cô chú tuổi nhâm tí có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc công việc của cô chú có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng cô chú cần chăm sóc cơ thể tốt giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của cô chú trong thời gian sau cô chú tuổi nhâm tý sinh năm 1972 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú tuổi nhâm tý sinh năm 1972. 3. Ngày Cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi nhâm tý tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi nhâm tí trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 6 năm 2021 tức ngày 21 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là canh ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 6 năm 2021 tức ngày 2 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm ngọ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ nhâm tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi nhâm tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 7 tháng 6 năm 2021, tức ngày 16 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là ất sửu, có nạp âm là hải trung kim thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 6 năm 2021, tức ngày 28 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là đinh sửu, có nạp âm là giản hạ thủy. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi nhâm tý trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cắt để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại